Xin chào mừng quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay thì nhiều nơi của Bắc Bộ vẫn có mức nhiệt nắng nóng. Điều này thì đồng nghĩa với việc là chỉ số tia cực tím sẽ rất cao. Vui chơi trong ngày lễ thì quý vị đừng quên là bôi kem chống nắng cũng như là đeo kính râm để chúng ta có thể bảo vệ da và mắt trong suốt những hành trình du lịch của mình nhé.